Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, mình là Hùng Review và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp công nghệ trên kênh Apple Channel của mình nhé. Và trước khi đến với số hỏi đáp công nghệ lần này thì nếu các bạn đang có nhu cầu mà muốn đặt hàng sớm sản phẩm Samsung Galaxy S21 FE thì có thể tham khảo ngay tại đường link ở phần mô tả video nhé. Hiện tại thì ở Di Động Việt đang cho đặt hàng sớm sản phẩm Samsung Galaxy S21 FE với một mức giá cực kỳ tốt, cùng với đó anh em sẽ có bộ quà tặng lên đến 7 triệu bao gồm là một chiếc Samsung Galaxy Bub Lite giá là 1,9 triệu này, rồi tặng thêm phiếu mua hàng 2.500.000 đồng khi tham gia chương trình trading cũ đổi mới, hoặc là giảm 2 triệu đồng thông qua Galaxy Gift. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái chương trình khuyến mãi khác, các bạn có thể tham khảo thông qua ở bên dưới. Và hiện tại Di Động Việt cũng đang có rất là nhiều các cái sản phẩm với một cái mức giá cực kỳ thơm cho anh em. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, bạn Queen có hỏi mình là: anh ơi, cho em hỏi là Redmi Note 10 với Tecno Nova 2 máy nào chơi game ngon hơn, pin ổn hơn, chụp ảnh tốt hơn, dùng để chơi game lâu dài và chúc anh nhiều sức khỏe. Với câu hỏi của bạn Cupin ấy, thì con Tecno Nova 2 ngoài cái việc là nó có màn hình to và có thời lượng pin trâu ra thì tất cả các yếu tố còn lại khi mà so sánh với Redmi Note 10 thì đều thua đứt. Tại vì căn bản ấy, Redmi Note 10 có màn hình AMOLED, con duy nhất trong tầm giá có màn hình AMOLED và khả năng hiển thị của nó thì rất là đẹp. Thứ hai, Redmi Note 10 có hệ thống loa kép nghe rất là hay, âm lượng của nó cũng ở cái mức là lớn. Thứ ba, camera của Redmi Note 10 ăn đứt Tecno Nova 2. Thứ tư, đó chính là Redmi Note 10 có sạc nhanh tận là 33W, pin của nó chưa phải là trâu nhất nhưng mà sạc của nó thì mắc nhanh luôn. Thứ năm, con Redmi Note 10 có kháng nước IP53, kháng nước nhẹ. Thứ sáu là hiệu năng của chip Snapdragon 678 thì mình cảm giác là an tâm hơn và được tối ưu hóa lâu dài hơn so với con chip là Helio G85 đang có trên sản phẩm Tecno Nova 2. Ok, và nếu như mà lựa chọn giữa Redmi Note 10 với cả Tecno Nova 2 thì mình xin lựa chọn là Redmi Note 10 trong kèo này. Nhưng phải nói thật với các bạn luôn là con Tecno Nova 2 thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng có thể mua được ở online, offline các kiểu. Nhưng mà con Redmi Note 10 thì khó mua thực sự, vì Redmi Note 10 bây giờ chỉ bán hàng qua sử dụng giờ là chính thôi. Còn tất cả những loại hàng gọi là hàng mới ấy, thì đã nghỉ bán trên toàn hệ thống và Xiaomi đã khai tử dòng Redmi Note 10 là không sản xuất mới nữa rồi. Nên là từ này về sau thì chúng ta sẽ không còn mua được Redmi Note 10 phiên bản hàng mới nữa nhá. Thay vào đó là sắp tới chúng ta sẽ có Redmi Note 11 series bắt đầu về Việt Nam rồi. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tên là Tân. Anh ơi, anh so sánh về UFS 3.1 và UFS 2.2 khác biệt ở chỗ nào ạ? Em cảm ơn anh. Cái UFS 3.1, UFS 3.0, rồi UFS 2.2, 2.1 vân vân đúng không? Thì có nhiều bạn chưa biết được cái UFS đó là cái gì và 3.2, 3.1 là cái gì. Thì ok, sẵn tiện đó thì mình cũng sẽ phân tích cho anh em về cái UFS. UFS nói đơn giản đó là công nghệ chip nhớ đó, và UFS càng cao thì cái tốc độ đọc ghi của nó càng thấp. Thời điểm mà công nghệ UFS này bắt đầu ra đời đó là năm 2011, mình nhớ không nhầm là vậy. Thì cái công nghệ UFS 1.0 nó có tốc độ đọc ghi là 300 m trên 1 giây. Rồi đến năm 2013 là UFS 2.0 có tốc độ đọc ghi khoảng tầm là 600 m trên 1 giây. Mới đây nhất là 2018-2020 là UFS 3.0 và UFS 3.1 thì nó có tốc độ đọc ghi là 1540 m trên 1 giây. Và tương lai thì sẽ còn có rất nhiều cái UFS khác đó. Thì UFS càng cao tức là tốc độ đọc ghi bộ nhớ của nó càng cao, và tốc độ đọc ghi bộ nhớ càng cao thì nó sẽ giúp gì được cho chúng ta? Thứ nhất, cái gì mà càng cao ấy thì càng tốt. Ví dụ như là cái chip nhớ có tốc độ đọc ghi cao, nó cũng sẽ là một phần giúp cho hiệu năng máy tốt hơn nhé. Nếu bạn nào nói không phải thì chắc chắn là sai. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta copy một cái file từ bên này qua bên kia với tốc độ đọc ghi cao hơn thì nó sẽ có cái file đấy nhanh hơn bình thường đó. Hoặc là ví dụ như ta mở một cái game ứng dụng mà có dung lượng rất lớn lên đến cả chục ghi thì tốc độ đọc ghi bộ nhớ càng cao nó sẽ giúp chúng ta mở app một cách nhanh hơn đó, có file các kiểu một cách nhanh hơn. Nên là bây giờ mà mua điện thoại, các bạn hãy ưu tiên những chiếc máy có UFS càng cao càng tốt nhá.
À quên mất, mình cũng xin chia sẻ thêm một cái nữa là UFS 2.1, 2.2 thì có tối đa đọc ghi khoảng tầm là từ 600 đến 800 MB, còn UFS 3.0 và 3.1 có tốc độ đọc ghi khoảng tầm là 1.500 MB. Tức nghĩa là như vậy, cái công nghệ UFS 3.0 và 3.1 nó nhanh gấp đôi so với UFS 2.0, 2.1, 2.2 chẳng hạn. Đó, nên là có tiền thì cứ quất UFS 3.0 trở lên nhá. Hoàng Huy có hỏi mình là trong tầm 20 triệu nên mua điện thoại nào chơi game ổn, chụp ảnh đẹp, pin tầm 4K. Em cảm ơn anh nhiều. 20 triệu chơi mua điện thoại gì chụp ảnh đẹp, pin tầm 4K, 20 triệu mà chụp ảnh đẹp, à chơi game ngon nữa, chơi game ổn nữa, đó mà pin tầm 4K, cực kỳ nhiều luôn. Nếu như mà hàng mới thì bạn có thể là lựa chọn con Samsung Galaxy S21 Ultra phiên bản Snapdragon, phiên bản Hàn ấy, thì nó sẽ có 2 SIM và nó sẽ có luôn cái Snapdragon 888 để chơi game Max Ping. Hoặc là trong tầm đó bạn có thể là quất ngay cho mình con điện thoại của Oppo với con Oppo Find X3 Pro. Con đấy chụp ảnh á, quá ngon luôn, quay phim quá ngon luôn, chơi game quá ngon luôn với Snapdragon 888, rồi trải nghiệm game cũng rất ngon. Màn hình của cả hai con máy mà mình kể tên đều rất đẹp và đều hỗ trợ 2 SIM hết. Và mình thấy rằng là trong tầm đó mà bạn quất con Galaxy S21 Ultra 5G phiên bản Hàn và Oppo Find X3 Pro phiên bản Hàn chính hãng thì thực sự là quá tốt. Hoặc là tầm đó mà nếu bạn cố thêm một tẹo thì quất được iPhone 13 đấy. iPhone 13 hiện tại tầm 22 triệu, nếu mà bạn cố thêm một tẹo thì có thể là quất được. Nói chung là ba con máy S20 Ultra, rồi Oppo Find X3 Pro, rồi iPhone 13 là một những cái lựa chọn mà mình thấy cực kỳ hợp lý. Nó tối hóa giữa cái việc là chúng ta có một chiếc điện thoại chụp ảnh đẹp, quay phim ngon, rồi chơi game tốt, cộng với đó là thời lượng pin ổn áp. Ok, câu hỏi tiếp theo thì tôi bảo tên là Bá Quang. Em thấy Google Pixel 3 XL và LG V50 ThinQ đang có cùng tầm giá, vậy nên mua máy nào ạ? Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Bá Quang ơi, con Pixel 3 XL và con LG V50 ThinQ, hai sản phẩm này thì gần như đáp ứng hai cái đối tượng hoàn toàn khác nhau. Nếu các bạn thiên về phần camera và thiên về một chiếc máy mượt mà sử dụng lâu dài và cũng như update phần mềm lâu dài thì con Pixel 3 XL nó đứt rồi. Tại vì con Pixel 3 XL có thể update được Android 12, có thể cập nhật phần mềm ít nhất là 1-2 năm nữa. Camera của nó với khả năng chụp đêm và những chế độ chụp của nó thì bá đạo hơn so với LG V50 khá là nhiều. Và cộng đồng hỗ trợ cho sản phẩm Pixel 3 XL nó sẽ ngon hơn so với LG V50 ThinQ. Vì Pixel 3 XL bây giờ nhá, XDA các kiểu này, support vẫn rất là nhiệt tình, có rất là nhiều các bản mode, có rất nhiều các thứ hay ho để anh em có thể trải nghiệm. Còn LG V50 ThinQ thì mình thấy rằng là con này nó hơn Pixel 3 một cái là cấu hình tốt hơn này, rồi còn gì nữa nhỉ, khả năng nghe nhạc nó hay hơn so với Pixel 3 XL. Và thời lượng pin của cả hai chiếc máy thì nó đang gần như là tương đồng nhau, nên là nếu bạn nào mà thiên về phần cấu hình thì nên lựa chọn LG V50 ThinQ. Còn nếu như các bạn đang muốn thiên về phần camera và muốn một chiếc máy mượt mà update lâu dài thì con Pixel 3 XL cũng là một lựa chọn không tệ đâu. Ok, Tom VMG có hỏi mình là: anh ơi, so sánh con Redmi Note 10 và con Bphone A40 đi ạ. Redmi Note 10 với cả Bphone A40 thì chắc chắn là mình sẽ lựa chọn Redmi Note 10 rồi. Tại vì cái gì cũng hơn cả thì lý do gì để chọn Bphone A40? Màn hình đẹp hơn này, loa kép nghe hay hơn này, rồi sạc nhanh hơn này. Đó, rồi camera thì mình không dám phán đâu, tại vì camera của Bphone A40 là một cái gì đấy chúng ta không thể nào mà đánh giá được. Đó, những thứ khác ví dụ như là hiệu năng thì Helio G85 với Snapdragon 678 thì cũng phải gọi là 1910. Đó, nhưng mà cá nhân mình thì mình thích chip Snap hơn. Nói chung á, là kèo này thì Redmi Note 10 ăn đứt rồi. Với câu hỏi của bạn tiếp theo đến từ Bích Vân Huỳnh: hỗ trợ con chip là sao ạ? Nó ảnh hưởng gì đến tuổi thọ và nhu cầu chơi game không ạ? Vì sao chip Snap được hỗ trợ lâu dài hơn so với MediaTek ạ? Thực ra việc mà chip Snap được hỗ trợ lâu dài hơn so với MediaTek thì rất là dễ dàng rồi. Còn hỗ trợ con chip là sao thì mình cũng xin phân tích như này. Cái việc mà chúng ta dùng một chiếc máy và dùng một con CPU theo một chiếc máy thì nó cần được sự tối ưu đến từ ít nhất là hai bên. Thứ nhất là nhà sản xuất. À phải ba bên chứ. Thứ nhất là nhà sản xuất này cộng với lại nhà phát triển con chip này, ví dụ như là MediaTek hoặc Snapdragon. Thứ hai là ứng dụng đấy nó phải hỗ trợ và nó phải tương thích tốt với lại con chip. Ví dụ như là nhà MediaTek làm một con chip rất ngon nhưng mà đưa lên máy của Xiaomi thì nó lại tấu hóa một kiểu, đưa lên máy của Realme thì lại tấu hóa một kiểu. Đó, xong rồi những cái tựa game nó lại còn không tương thích nữa. Ví dụ như là game PUBG, các bạn thấy không, là con chip Exynos cho dù nó có mạnh, Exynos 2100 nó có mạnh đến như thế nào, nhưng mà con chip Exynos
cái lượng người dùng rất ít và những tựa game họ rất là lười để có thể là tối ưu, nên là ví dụ như con chip Exynos 2100 nó thậm chí còn không bật được cái mức setting cao cơ, nên là rất ít nhà phát hành game tối hóa cho con chip này. Rồi và một số ứng dụng ấy thì nó sử dụng trên con chip này nó sẽ nhanh hơn, nó mượt hơn, và sử dụng trên con chip kia thì nó bị chậm hơn, kiểu thế. Thì đó là cái việc mà tối hóa giữa nhà sản xuất chip rồi nhà sản xuất điện thoại, cộng với đó là sự tối hóa đến từ bên phía nhà phát hành game. Thì những tựa game hiện tại thì đại đa số đều tối hóa rất tốt cho con chip là Snapdragon, sau đó tới con chip là MediaTek, rồi tới chip của Huawei, chip của Samsung các kiểu đó, kiểu thế. Còn con chip của Apple thì luôn luôn được tối hóa tốt nhất rồi. Và cái sự tối hóa đấy có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ và nhu cầu chơi game hay không thì mình nghĩ rằng là nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rồi. Tại vì một con chip được tối hóa tốt thì sẽ giúp cho trải nghiệm chơi game của chúng ta mượt mà hơn, ổn định hơn. Và tối hóa tốt thì cũng là một phần để giúp cho nhiệt độ của máy không có bị quá nóng, không có bị giật lag khi mà chơi game. Nói chung á là con chip càng được tối hóa tốt thì cái trải nghiệm chơi game của chúng ta, dùng lâu dài của chúng ta càng ngon. Ví dụ như là trước đây thì chúng ta hay khen là dòng chip của Apple tối hóa tốt đúng không? Tối hóa từ phần cứng của Apple này, tối hóa đến tất cả những tựa game này. Nên là với những chiếc iPhone, cho dù ra mắt khoảng tầm là 5-6 năm rồi, bây giờ vẫn dùng ngon lành. Và hiện tại thì Android đã gần theo kịp Apple rồi. Các bạn thấy là với những con chip flagship của Android, ví dụ như là Snapdragon 835 các kiểu đúng không, thời điểm này nó vẫn chơi game ngon, nó vẫn dùng ngon, thậm chí là còn ngon hơn so với một vài con chip đến từ nhà Apple cùng thời. Nói chung là mình thấy rằng là cái sự tối hóa là một cái gì đấy nó sẽ giúp cho trải nghiệm chúng ta tốt hơn rất là nhiều. Và cái việc là Snapdragon được tối hóa lâu dài hơn so với MediaTek là cái trước đây ấy, cái lượng người dùng Snapdragon rất đông và gần như là Snapdragon chiếm khoảng tầm là 60-70% thị phần gì đó, mình nhớ không nhầm nhé, mình chỉ áng chừng như đó thôi. Thời đó thì như các bạn đã biết rồi, nếu mà một cái số lượng người dùng nhiều hơn thì những cái nhà sản xuất game họ sẽ ưu tiên tối ưu hóa cái số lượng người dùng đó. Bây giờ nhá, tổng cộng có 100 người nhưng mà có 70 người dùng chip Snapdragon thì họ sẽ đánh vào cái đối tượng là số đông, sau đó mới tới những cái ví dụ như là 30 người còn lại thì dùng chip MediaTek thì mới đấy tới là MediaTek, 10 người còn lại thì dùng chip Exynos thì họ sẽ ưu tiên mạnh vào những cái tệp người dùng lớn trước, sau đó thì mới tới những cái tệp nhỏ dần Snapdragon, MediaTek kiểu thế. Nó nói vậy cho nó dễ hiểu. Trung Nguyên có hỏi mình là hiện tại có máy nào chỉ cần màn đẹp, chụp ảnh đẹp, hai sim không game, sách tay chính hãng cũ mới đều được ạ, tầm giá 10-12 triệu. 10-12 triệu thì bạn có thể quất ngay cho mình con Xiaomi 11T Pro, hôm qua mình mới review trên kênh FB Channel của mình. Mình thấy con máy đó phải gọi là khá ngon trong tầm giá. Chụp ảnh mình thấy rằng là cũng rất là ok, chất lượng chi tiết ảnh tốt này, hiệu năng tốt này, không game nhé, nhưng mà tầm đó thì cũng phải yêu cầu một cấu hình mạnh để chúng ta dùng lâu dài, nó còn ngon nghề đúng không? Đó, hai sim có luôn. Màn đẹp thì AMOLED cũng đẹp, hoặc tầm 10-12 triệu mình thấy là con đấy hợp lý rồi. Hoặc tầm 10-12 triệu thì quất Galaxy S20 FE, chip Snapdragon 865, màn hình vẫn 120Hz, camera vẫn đẹp, có kháng nước, có loa kép các kiểu luôn. Hoặc 10-12 triệu mà thích hàng xách tay thì có con OnePlus 9R mình thấy cũng hợp lý đó. Một chiếc máy mới có màn hình đẹp nên mà chụp ảnh của nó không đẹp lắm. Hoặc là tầm đó thì tầm đó còn con nào nữa ta? Bạn có thể quất con Samsung Galaxy S20 Plus phiên bản Nhật, con đấy màn đẹp, rồi có Snapdragon 865, có loa kép, có kháng nước các kiểu luôn. Nói chung tầm đó thì nếu mà không chơi game thì ưu tiên hàng mới đi để bảo hành các kiểu cho nó dễ hơn. Có thể là quất S20 FE hoặc là có thể quất Mi 11T. Nếu mà chấp nhận mua được hàng cũ thì có thể là quất Galaxy S20 Plus thì nó sẽ có nhiều trải nghiệm hơn một xíu. Nam Quách có hỏi mình là em có 3.4 triệu định mua con Redmi 9C để chơi game liệu có ổn không anh? 3.4 triệu mà mua Redmi 9C thì mình nghĩ rằng là con Redmi 9C này hoàn toàn không hợp lý. Tại vì con Redmi 9C này thì mình thấy cấu hình này và những gì nó mang lại trong tầm giá quá kém luôn. Nó ngang so với điện thoại của Oppo hay là Samsung thôi. Con này màn hình 6.53 inch HD, còn không được Full HD cơ. Camera thì tận lập 3 ống kính nhưng mà lại không có camera góc rộng. Hiệu năng thì Helio G35 cũng rất là kém trong tầm giá từ 3-4 triệu. Mình nghĩ rằng tầm đó thì bạn nên cân nhắc mua con khó nhỉ, tầm này cũng khó thực sự, là tầm 3-4 triệu mà mua máy mới khó thực sự luôn. Tầm 3.4 triệu thì bạn có thể cân nhắc mà mua được con Bphone A40 rồi. Mặc dù mình không phải fan của Bphone và mình cũng không có cảm tình lắm với Bphone, nhưng mà giá đó Bphone có màn hình Full HD, có Helio G85, có camera AI thì cũng có thể gọi là chấp nhận được. Nói chung là ngon hơn so với con Redmi 9C, và có cả sạc nhanh 18W thì cũng ngon hơn so với Redmi 9C. Còn nếu tầm giá trên 4 triệu thì nó lại khác. Ok, đó là câu trả lời của mình cho bạn Nam Quách.
Hạ Vũ có hỏi mình là so sánh hiệu năng với K40 gaming thì sao? Câu hỏi này thì trong video Black Shark 4S thì chắc chắn luôn, con Black Shark 4S nó ăn đứt con K40 gaming rồi. Snapdragon 870 mình vẫn đánh giá ngang hơn, mình vẫn đánh giá hơn so với Dimensity 1200 Ultra hay là 1200 5G chẳng hạn. Và cái trigger nhá, con Black Shark nó mượt hơn rất nhiều so với con Redmi K40 gaming. Trải nghiệm chơi game thì khác biệt hoàn toàn. Nói chung cá nhân mình thì mình sẽ lựa chọn Black Shark 4S nếu mình có nhiều tiền, còn ít tiền thì K40 gaming cũng là một cái lựa chọn hợp lý trong tầm giá 7 triệu, tại vì con này chênh nhau tận 3-4 củ cơ mà, làm sao mà nó nằm cùng mâm được. Rồi, và đó là video mình trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Có thể trong những video của mình sẽ bị lú với các bạn, kiểu hôm nọ đọc Snapdragon 678 mà đọc thành là 778, nhiều anh em vào comment ném đá quá trời luôn. Thực sự xin lỗi anh em nhiều, nếu mà có sai sót gì anh em đừng quên comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nhớ để lại câu hỏi ngay phần bình luận để mình có thể trả lời trong những số tiếp theo nhé. Xin chào anh em.